Bông cô gái áo hồng cho tôi xin hỏi tuổi được không ạ? À? Sao kỳ vậy ta? Đẹp quá mà không cho hỏi tuổi mới ghê chứ. Bông đẹp mà không cho hỏi tuổi các bạn. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của Hiệp. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại ngôi nhà Bảo Quang. Thì ngôi nhà này cách nay khoảng cỡ một tuần rồi. Mình có đến đây mình quay là mình thấy có cái bộ xương khô các bạn. Và có thêm một vong xuất hiện. Mình thấy vong màu trắng. Rồi lúc mình khám phá và mình cúng kiến, mình thấy vong cô gái có hưởng đồ cúng với anh chị, nhưng mà vong này thì không đến nỗi hung dữ. Thì hôm nay mình muốn quay lại đây để mình khám phá lúc ban ngày. Tập trước là mình đến đây lúc khoảng cỡ chạng vạng chiều tối của anh chị, nhưng mà hôm nay mình đến đây là mình đang ngồi ở đây là khoảng cỡ 12 giờ trưa. Thì ở phía sau lưng của mình là có hai ngôi mộ. Thì theo mình đoán á, hai ngôi mộ này nó có liên quan đến chủ nhà ở phía bên trong các bạn. Chắc có thể ông bà cụ và bà cụ mất rồi để nhà lợi cho con ở, nhưng mà con đi làm xa quý anh chị. Thì hôm nay mình muốn vô cái ngôi nhà bỏ hoang này để mình khám phá. Bởi vì vong linh mà mình đâu có biết được những cái nơi nhà bỏ hoang là hết vong này ra rồi tới vong khác vô các bạn. Thì trước khi đi vô ngôi nhà của ông bà cụ có hai ngôi mộ ở kế bên mình đang ngồi, thì mình sẽ thắp cho ông bà mỗi một người một nén hương. Thì mình nghe nói ngôi nhà này của hai vợ chồng trẻ, nhưng mà chắc có thể là hai vợ chồng con của ông bà cụ này rồi thôi nhau các bạn. Nhưng mà nhà này bỏ rất là lâu năm, thì hiện giờ mình nhìn là thấy là nổ cục liền. Bởi vì đợt vừa rồi á mình vô mình quay là mình thấy có một cái bộ xương khô, không phải khô các bạn, xương con này là có thể là xương con chồn mà nó chết một cách rất là bí ẩn luôn. Mà tại sao bên ngoài nó không chết mà nó đi vô ở trong cái toilet nó chết ở trong mới ghê chứ. Thì thay mình đó, cái ngôi nhà của ông bà cụ này là có vấn đề về tâm linh các bạn, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì trước khi mình đi vô ngôi nhà, mình sẽ xin phép ông bà cụ đốt cho ông bà cụ mỗi một người một nén hương ha. Mình mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Ông bà cụ cho phép con xin được ghi hình hai ngôi mộ của ông bà và cho phép con đi vô ngôi nhà của ông bà cụ. Con xin khám phá ha. Con không có ý mạo phạm, nếu mà con có lỗi lầm gì thì hãy bỏ qua hết cho con ha. Ngôi mộ của ông bà cụ hình như là ở đây con cháu có chồng bông huệ các bạn. Huệ này là huệ đỏ ha. Mộ của ông bà cụ nè.
Theo mình thấy á, cái Tết này á, là con cháu của ông không có về thắp hương cho ông và vệ sinh mồ cho ông, thành ra cây cỏ quá trời luôn. Trước mộ thì có trồng một bụi chuối. Chuối này hình như là mình thấy chuối hộp các bạn, nhưng mà nó trái nó bị nhỏ rồi. Còn bên đây thì có cây sư ghi. Còn mấy trái mây này nè. Ngày xưa mình thường chơi ống thục đó các bạn. Mình kiếm mấy cái hột mây nè, mình nhét vô cái ống trúc cái mình thục, nó nổ ngay bát bát luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ thắp hương cho ông bà. Mỗi người nén hương ha. Tập kỳ rồi mình vô đây là mình quay không thấy hai ngôi mộ các bạn, bởi vì mình ngồi ở phía trên gần ngôi nhà cái mình đi vô luôn. Còn tập này thì mình đi vòng vòng sao mình thấy hai ngôi mộ. Chắc có thể con cháu của ông bà cụ đi làm ăn tha phương, năm nay có thể là làm ăn không có khấm khá, thành ra năm nay không có về thắp hương cho ông. Hôm nay ông bà cụ cho phép con đốt hai nén hương và cho phép con được vô ngôi nhà bỏ hoang của ông bà cụ để khám phá về tâm linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để mình mồi cho ông một điếu thuốc ha. Chắc chắn ông cụ ngày xưa biết hút thuốc. Rồi. Hết xăng rồi. Con mời ông hút với con điếu thuốc ha. Ok, mình sẽ tiến hành đi vô ngôi nhà bỏ hoang của ông bà cụ nha các bạn. Wow, vườn dừa của ông bà cụ có trái rất là sai quả các bạn. Hôm nay
ông trời ông muốn mưa, thành ra trời bị u ám. Thật sự hiện giờ là đang 12 giờ trưa các bạn, trời đang nóng nực luôn á. Còn ở xa xa ở ngoài, ở bên đó thì bà con đang trồng lúa. Và trồng hoa màu các bạn. Ồ cha. Ở đây hình như là ai mới đúng chuối vậy ta? Tháng này tháng nắng thành ra mình đi xuống dưới ao thoải mái luôn các bạn. Ở đây là có thể là ngày xưa cái cầu để gia đình của ông bà đi đi cầu ở đây quý anh chị. Thường thường ông bà già xưa là làm những cây cầu tư cá như thế này, chứ không phải như thời nay phải có toilet. Ở đây mình thấy có cây mai keo quý anh chị. Cây mai keo này hiện giờ chưa cho trái. Trời ơi, trời gió mà tới tét nhánh luôn các bạn. Thì ok, mình đi vô ngôi nhà. Không biết hôm nay có may mắn gặp được vong nào hay không nha quý anh chị. Cái này hên xui thôi. Mình nghe tiếng gì ta? Các bạn có nghe cái tiếng hình như là ai kêu vô không? Tới ngôi nhà rồi các bạn. Rõ ràng là mình nghe một cái tiếng kêu. Anh ơi. Ngôi nhà này nhìn thấy nổ cục thiệt không? Tiếng vàng quá trời các bạn. Ngôi nhà của ông bà cụ ngày xưa là theo mình đoán á, có thể là giàu có ở trong cái vùng này các bạn, không phải là nghèo. Nhà đơn sơ thôi nhưng mà cất cái hoa văn nó cũng không có lỗi thời ha các bạn. Hôm nay không biết có vòng nào hay không mà em ru vậy ta. Đây có tổ mối nè. Còn ở trên đây thì có một cái bụi kiển này là mình không biết bụi kiển gì ha. Nếu quý anh chị biết thì nhớ comment. Cây này là họ trồng họ bỏ luôn, không có tưới nhưng mà vẫn tươi tốt. Còn bên đó là có cây sa ri luôn.
phong thủy. Còn bụi bông ở trên đó, kỳ rồi mình có nói với các bạn là bụi bông rất là kỳ lạ đó. Bông đó là của người dân tộc trồng các bạn. Để mình tìm cách mình đi vô ngôi nhà bỏ quan các bạn. Gì ta? Mình mới nghe tiếng động ở trong cái ngôi nhà này các bạn. Hình như là ở trên nhà trước có một vong các bạn. Ở ngoài nhìn vô thấy không ta? Rõ ràng là mình thấy một vong. Để mình tìm cách mình quay vô ngôi nhà này các bạn. Đường nào qua bản trời. Ngôi nhà này nếu mà mình muốn vô là mình phải leo qua cái cửa các bạn. Rừng rú không vậy? Phải chịu cực thôi các bạn ơi. Ôi cha ơi, không được. Vô đây nó vướng ba cây gì quá trời luôn các bạn. Chắc mình phải đi đường nhà sau lên cái cửa quá, rồi mình mới leo vô được các bạn. Mỗi lần đi ngang đây là nghe tiếng động ta. Rồi có vòng nào chưa? Quý anh chị có nghe cái gì lung tung bay không ta? Đó. Rõ ràng có tiếng động ở trong các bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ tìm cách đi vô cái ngôi nhà này ha. Mình phải đi vòng xuống phía sau rồi mình mới leo vô cái cửa, nó hơi cao các bạn. Cái nhà này đi vô rất là cực khổ các bạn. Gì trời, có thể là trong ngôi nhà này có vong các bạn. Thêm cánh cửa luôn.
Nhìn phía trong nó thấy con nào ta? Kỳ lạ thiệt, không thấy con nào mà cứ tiếng động, cửa nhúc nhích suốt luôn các bạn. Ra mồ hôi chân luôn rồi. Thì ok, mình tạm dừng máy tại đây, mình sẽ vô ngôi nhà bỏ hoang này, mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Thì ok, mình mới vừa đi vô cái ngôi nhà bỏ hoang này được các bạn. Mình phải leo qua cái cửa sổ rất là cực khổ luôn á. Các bạn có nghe cái tiếng gì không ta? Mình thấy nguyên cái chùm tóc ở trong lú ra các bạn. Có phải quăng mũ hổm không? Có phải bông này bông hổm không? Đuổi về hả? Nhà này đâu phải của bông đâu mà đuổi. Cái bông này chắc chắn cái bông của họ của anh chị, bà họ mình cúng kiến cho họ rồi. Bữa nay tôi muốn đến đây khám phá coi có bông nào, còn bông nào không. Sao bữa nay thấy bông bông cũ các bạn. Quang cho tôi hỏi năm nay Quang nhiêu tuổi rồi? Cái gì? Nhà này của tao hả? Họ đuổi mình các bạn. Họ mới vừa nói kêu bằng truyền âm, mình nghe rõ ràng luôn. Chắc chắn con quỷ này nó ở trong ngôi nhà này, nó ăn cái bộ xương khô này, ăn cái con gì thành cái bộ xương các bạn. Đâu rồi? Đi ngang đây là phải quay cái bộ xương này, kỳ lạ vậy. Cái gì vậy? Con quỷ này nó quá lòng hành vậy ta. 12 giờ trưa các bạn. Rồi. Nó tính nhốt mình ở trong nhà này luôn rồi. Ở trong nhà mà có tủ mối tủ kiến dữ vậy ta. Nó giật mình quý chị.
Ghê. Chắc có thể nào, có thể bữa nay mình lấy ngang ra mình đốt cho nó hưởng, rồi mình dụ mình chưởng cho nó một, phát các bạn. Chỗ nó nhốt mình lung tung bay ở chân luôn. Đổ anh chị thấy không? Nhất cửa này đó hả? À, nó trong cái cửa các bạn. Con này hình như là tôi thấy bị hung dữ. Vậy nghe tiếng luôn các bạn, không biết cũng nói gì nữa, hung dữ hay là nhát mình ta. Bây giờ nhốt mình ở trong cửa luôn mới ghê chứ. Rồi trên trước có con vong nói gì vậy trời. Để mình là mình quay cho cái vong này nữa, nó ẩn trong này như thế nào ha. Không các bạn, coi ở đâu rồi. À, sao kỳ lạ vậy ta. Hồi nãy mình thấy cái bông trắng mà bây giờ thấy cái bông màu nâu các bạn, màu hồng chứ. Bông này nam hay nữ vậy trời? Gái các bạn ơi. Ồ, hello của ông ha. Đủ luôn hả? Kỳ lạ ta. Có thể mình giao tiếp với cái vong này được hay không nha các bạn. Vong cho tôi hỏi thăm, vong có phải con cháu của ông cụ ở trong cái ngôi nhà này không? Không biết phải hay không các bạn, mình thấy vong ngồi mà mờ mờ ảo. À, mình thấy dáng vẻ vong đẹp ha. Chắc có thể là cháu nội hay là cháu ngoại của ông bà cụ này quá.
Mình thấy dáng bông này màu hồng, xinh gái các bạn, chứ không phải là tệ. Còn cái bông trắng hồi nãy tôi thấy có phải bạn bè gì của bông không? Để mình coi trên cam kìa, cô trả lời sao không biết. Trả lời mình thấy không rõ quý anh chị, cái gì về mình dịch lại ha. Cô cháu của gia đình này là có thể là cháu cố hay sao, của bà cụ hay sao? Cô có muốn hưởng nhang đèn bánh trái gì không? Mình thấy dáng vẻ của cô cũng rất là hiền ha các bạn. Cô ẩn rồi quý anh chị. Hồi nãy cô mới ngồi đây mà ta. Kỳ lạ thiệt các bạn. Lần nào mình đến đây là mình thấy có một vong ngồi trên cái ghế này. Ghế này theo mình đoán chắc ghế của ông cụ ngày xưa quá. Để mình leo lên mình ngồi thử coi êm không. Trời trời, chắc có vong trắng hồi nãy nó quậy quá các bạn. Ồ, ghế xưa ngồi vậy hả ta? Quậy quá. Mình tính ngồi ghế của ông cụ mà nó ghế này êm thiệt các bạn. Cái này họ làm bằng cây giống như mây, giống như cây mây. Nó lòng thòng lòng thòng. Đầu ma lòng thòng luôn các bạn ơi. Ma này ghê vậy. Trời trời. Muốn hưởng nhang đèn bánh trái gì không? Bông áo trắng đâu mất tiêu rồi. Còn bông áo đỏ cũng mất luôn các bạn. Mà giờ nghe tiếng động không à? Trời trời. Nó nhốt mình luôn rồi. Nó nhốt mình luôn các bạn. Để mình lấy nhang ra mình đốt mình cầu nó ra. Quánh cho nó ăn cái. Xỉu luôn. À, nó đang đứng chỗ tụ. À, nó quá hung dữ các bạn ơi. Coi ở đâu rồi. Nó mới đứng ở chỗ kép sắt này mà ta. Cha mẹ ơi, nó đóng cửa lên luôn. Bây giờ mình lấy ngang ra mình cầu cho nó lú cái đầu ra đây. Mình quánh nó một cái cho nó trưởng cho nó một cái xỉu luôn các bạn. Bữa nay mới học pháp thuật.
vong nào mà giữ tận là trưởng cá là cho nó chết, dạng như tiêu diệt luôn. À, ở đây ông cụ ngày xưa có thờ ông ta nữa các bạn. Đây là cục đá ông ta nè. Mình đốt nhang ở đây mình cầu cái con quỷ này nó xuất hiện ra. Như vậy thêm cửa sao đóng nữa. Dữ tợn thiệt các bạn. Để mình dụ nó các bạn ơi. Cái bông này bữa hổm mình cúng kiến cho nó ăn no rồi, bữa nay nó quậy mình trời. Tôi chào mẹ ơi, chưa nóng được mà. Con quỷ này nó quá trời không ăn. Đốt nhang ở đây. Cầu. Ngon ra. Ngon mà ra ngay chỗ ba cây nhang này. Giờ nó có nhịp, bây giờ mình không cần đi nữa các bạn. Mình ngồi mình chờ nó. Các bạn thấy không, nó đang lòng thòng ở đầu nó xuống đây nè, mà cái mình nó không thấy, kỳ lạ thì chứ. Rồi sao mà trưởng đây, thấy cái tóc không các bạn? Lòng thòng hả? Mày tập trưởng một cái. Sợ rồi các bạn. Nó hết dính hết rồi. Thôi nó chậu mình luôn mới ghê chứ. Trời. Chậu gì vậy? Không khóa, vô mắt cá mình luôn các bạn. Quỷ này dữ thần vậy trời.
Ngon mà ra đây nè. Ra đây nè. Hai quông luôn các bạn ơi. Quông nâu, quông trắng. À. Bây giờ mình chuẩn một cái cho họ biết để sau này mình vô mình khám phá tâm linh để họ đừng có quậy mình nữa các bạn. Hồi nãy mình hâm nhưng mà cái quông áo trắng này nó chưa có thấy, nó chưa có thấy mình chuẩn. Quông này lì dữ lắm nè. Hỏi nhà tao hả? À. Khỏi nhà tao. Chắc có thể là ông của ông, con cháu của ông bà hay sao đó các bạn. Nó đuổi rồi. Bây giờ mình tiêu diệt nó thì nguy hiểm. Bởi vì nhà này là nhà của họ các bạn ơi. Đó, các bạn thấy một cái bông áo hồng ở dưới không? Còn bông áo trắng mà hồi nãy mình có hỏi, bông áo hồng đủ luôn các bạn, không muốn mình ở đây. Kỳ lạ cho ta. Nhang đó là tôi đốt xong đó, hai bông đến hưởng đi. Các bạn thấy không? Đứng suốt luôn. Mình thấy cái bông bên đó là hình như là xinh đẹp chứ không phải là xấu anh chị. Nhưng mà họ không cho mình ở đây. Nhà này là nhà của họ. Còn bông trắng là tôi không biết nam hay nữ. Wong có thể trả lời được không? Trời trời. Chỉ đủ thôi chứ không có trả lời các bạn. Các bạn thấy dáng vẻ của Wong nhìn thấy rất là xinh ha. Rồi, ẩn mất rồi. Phải rồi các bạn ơi, nhà này là nhà của họ. Nếu mà mình bởi vì mình có xin phép ông cụ rồi mình nghỉ y, mình không biết là vong ở trong nhà của ông cụ là vong con cháu của ông. Bởi vậy mình vô mình gặp cái vong này hơi bỡ ngỡ. Còn di ảnh luôn các bạn, cái phần di ảnh mình che lại ha. Ghê, con này quá trời các bạn. Chắc có thể nhà của nó quá. Mình không làm được gì nó rồi các bạn. Nếu mà bây giờ mình hạ gục luôn cũng được, nhưng mà bị trật sách. Đầu mất tiêu không? Rồi đây. Con nào nó trốn đây không? Trời 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 trời, nó quậy quá trời các bạn ơi. Mình mới dựng cái bàn lên nó làm ngã nữa.
Quân muốn tôi về thì tôi về ha, chứ quậy phá nhà quá trời quá đất vậy rồi chủ nhà nó về nó tưởng tôi quậy sao. Trời trời trời, bắt tao hả, bắt tao hả, đại chiến với nó luôn các bạn. Tính bắt mình còn ở đâu không? Chắc có thể mình rời ra các bạn. Nhà này quá nguy hiểm các bạn ơi. Chắc có thể là cái bông mà trắng trắng á là nam. Còn cái bông mà nữ á là bạn gái của họ hay sao đó. Theo mình đoán ha. À, hôm nay cái bông nam này á nó thấy mình đến đây. Có thể là nó ghen tuông hay sao đó quý anh chị. Để mình lên mình coi đây. Coi nó quậy cỡ nào. Lần nào mình lên trên nhà trước là sẽ thấy có một vong các bạn. Bây giờ mình thấy bông cô gái áo hồng. Bông cô gái áo hồng cho tôi xin hỏi tuổi được không ạ? Sao kỳ vậy ta? Đẹp quá mà không cho hỏi tuổi mới ghê chứ. Bông đẹp mà không cho hỏi tuổi các bạn. Tuổi về luôn. Trời vậy ta. Bông có cần sự giúp đỡ gì không? Thấy xinh đẹp quá nè. Thấy xinh quá trời các bạn mà không cho hỏi tuổi. Nó mất tiêu ta. Xuống tới đây nữa anh chị ơi. Cửa nhíp nhíp luôn. Nhà này ghê quá trời ta. Quý anh chị muốn mình ngủ trải nghiệm thử thách cái ngôi nhà bỏ hoang của ông cụ thì quý anh chị nhớ comment ha. Thôi bây giờ mình về thôi, mình trả nhà lại cho họ. Nếu mà mình thử thách là mình ngủ ban đêm các bạn, ban đêm vô ngôi nhà này ghê lắm. Bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Máy bay quý anh chị, bây giờ mình chỉ trả nhà cho họ thôi. Nhìn thấy ghê quá, có bông này nãy đâu rồi. Ôi ớn quá các bạn, thôi mình về.